Xin chào quý vị và các bạn. Thì trước mặt quý vị các bạn là rất mẫu lồi, rất nhiều các mẫu lồi xay thịt xay giò. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người về hai cái mẫu xay thịt xay giò mà bán cực kỳ chạy trên thị trường chúng ta. Thì đầu tiên thì em xin giới thiệu về cho mọi người, đó là cái mẫu xay thịt 1500W. Thì đối với cái mẫu 1500W này thì nó sử dụng là cái lồi bằng inox, và cái đường kính lồi sẽ là lồi 24cm, và dao bên trong sẽ là lưỡi dao ba cánh của chúng ta, quý vị nhìn thấy đây. Dao ba cánh. Và đối với cái dòng này, đấy, cần phải giúp nó đây. Và cái mẫu xay thịt 1500W này sử dụng là lưỡi dao thả nhá. Chúng ta sẽ không phải xoáy gen như cái mẫu cũ của chúng ta nữa. Em quay chi tiết hơn về bên trong máy này, quý vị xem. Những việc thả thôi, nó sẽ có cái chút ăn khớp rồi, sẽ không bao giờ bị dao văng ra ngoài đâu, cực kỳ an toàn. Thì chúng ta xay riềng xả ớt không bệ thì quý vị không phải suy nghĩ luôn, là không mặc hộp inox và hàng chữ A cực kỳ là chắc chắn. Và dưới những cái chân này sẽ là những cái lớp cao su để chúng ta tránh rung, tránh giật trong quá trình xay chúng ta. Và cái cơ chế đổ nó cực kỳ đơn giản thôi, đổ xuống này chúng ta rửa vệ sinh chiếc lồi khá đơn giản. Và cái điều tốt nữa đó là cái dòng này nó sử dụng là 1500W và motor nó được cuốn 100% ở dây đồng, nên quý vị an tâm đi, độ tải của máy, độ lì cũng như độ ổn định là cực kỳ cao. Thứ hai đó là cái dưới cái chiếc motor này là một chiếc quạt tản nhiệt giúp motor ta hoạt động tốt trong quá trình xay nhiều mẹ và nhiều giờ. Thì cái dòng này nó sẽ xay tối đa lên tới 2kg cơ, cực kỳ là tiện lợi từ hộ gia đình cũng như hộ kinh doanh nên lấy cái mẫu này. Giá cả cũng khá là phải chăng. Khi mà quý vị mà chuyên xay giò thì quý vị hãy sang cái mẫu bên cạnh. Mẫu bên cạnh nó sẽ có cái bao đá xung quanh để giúp chúng ta khi xay giò, xay chả, xay mộc nó sẽ không bị chết thịt. Thì đối với cái dòng xay giò chúng ta cũng xay khoảng tối đa là 2kg. Nhưng em khuyên nhẹ một điều đó là chúng ta nên xay khoảng 1kg 7kg 8kg thôi. Đấy, thì cái độ ổn định của máy sẽ cao hơn. Khi chúng ta xay quá tải thì máy sẽ không tốt. Đấy, thì khi mua máy bên em thì bên em có tặng kèm cho quý vị đầy đủ các đồ nghề. Ví dụ như tặng cho quý vị này một cái cần đánh ruốc cũng như là một cái lưỡi dao sơ cua, để khi quý vị bị trơ, bị mòn quý vị có thể thay thế được. Thì tiện đây thì em cũng báo giá luôn, đó là chiếc mẫu xay thịt không bao đá sẽ có giá là 2.800.000 và mẫu xay giò sẽ có giá là 3.200.000 đồng. Thì mọi thông tin chi tiết cũng như đặt hàng thì quý vị hãy alo cho em theo số điện thoại đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của em.